Xin chào bà con. Bãi cây Hiệp Thảo tiếp tục đi một chuyến cây cho một công trình to vật vã. Và chủ nhà thầu là anh Nguyễn Văn Kiền nhá. Đấy. Cây bê tông chuyển đi công trình anh Kiền, anh kè vào ao nhé. Đây, ông thợ đang dọn đường để chuẩn bị xe cây bê tông lùi vào đổ công trình. Ông Huynh đấu thầu công trình to vật vã là ông Huynh nhá, cai thầu. Đây rồi bà con. Đấy, công trình to vật vã này, đường hơi bé bà con. Này, đang nguy cơ vỡ bờ. Rất nguy hiểm. Phải huy động của một con xe 8 tấn rưỡi ra để hỗ trợ bà con. Do thời tiết là mưa gió nên là đường ẩm. Đấy, đất rất mềm. Và bây giờ là bắt đầu bên cây bà con nhé. Bắt đầu đổ ben. Cây rất cứng bà con ạ. Hình như là Văn Hiệp không nhìn thấy viên nào vỡ. Cứng quá là chủ nhà cũng họ không thích đâu bà con ạ. Vì là khi thợ muốn cắt góc bẻ đôi lên gạch sẽ rất khó khăn. Đó, rất trơn bà con ạ. Đây là ông Huynh. Đấy, chủ thầu công trình. Drop a PIC. Now I'm trending on IG. Yeah.